này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán pháp môn giải thoát không hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán tám giải thoát hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận, nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc nên tu, hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán năm loại mắt, hoặc nên tu, hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sáu phép thần thông, hoặc nên tu, hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán quả dự lưu hoặc nên vượt hoặc chẳng nên vượt chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc nên vượt hoặc chẳng nên vượt chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán bố thí ba la mật đa hoặc nên hành hoặc chẳng nên hành chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc nên hành hoặc chẳng nên hành chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán pháp không nội hoặc nên an trụ, hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán chân như hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc nên an trụ, hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.